Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Tử Vi Nam Việt. Hôm nay mình sẽ nói về tình duyên của các bạn được thể hiện qua cái thế đứng của sao đỏ hoa như thế nào. Thì xin bắt đầu. Đầu tiên thì chắc ai cũng biết cái sao đỏ hoa rồi. Sao đỏ hoa nó đại diện cho cái duyên. Cái duyên về gặp gỡ mọi người, cái duyên về những cái mình thu hút được mọi người. Nó còn lại những cái năng khiếu, cái khả năng nghệ thuật nữa, chứ không đơn thuần chỉ là cái tình yêu nam nữ đâu. Thế về cái sao đỏ hoa thì hôm sau mình sẽ làm một bài chi tiết về cái sao đỏ hoa này. Hôm nay mình sẽ phân tích về cái thế đứng của nó và cái tình duyên của mọi người như thế nào qua thế đứng của sao đỏ hoa. Thì cái sao đỏ hoa có bốn thế đứng này xoay xung quanh như vậy thôi. Đây ví dụ như tuổi Tý thôi, Tý nằm ở đây thôi, Tý chỉ dần nó thì ngọ mùi thân dậu tuất hợi, đấy hợi nó cuối cùng nó nằm ở đây. Thì đấy ví dụ này tuổi thân Tý thìn đào hoa sẽ nằm ở dậu, đúng không? Tam hợp đúng không? Thân Tý thìn đúng không? Thìn tiến lên một ô sẽ là dậu. Và hợi máu mùi nó hợi tiến lên ô chính là Tý, đấy đào hoa Tý. Dần ngọ tuất đúng không? Dần ngọ tuất chính là dần ngọ tuất, dần tiến lên thành máu đúng không? Tiến lên ô thành máu. Tị dậu xíu đào hoa tại ngọ, đấy cũng giống lúc này đúng không? Thì cái vị trí cái sao đào hoa ấy, trong các cái bộ môn ngày xưa ấy, trong cái vòng tràng sinh ấy, nó gọi là cái sao mộc dục đấy, gọi là chàng sinh đến mộc dục này, chàng sinh đến mộc dục này, mộc dục nó chính là cái sao mộc dục. Mộc dục trong các cái bộ môn ví dụ như trong kinh dịch này, nó là cái mộc dục này. Đấy, nó sẽ lấy cái này làm cho cái thể hiện cái tình yêu hơn vị trí. Thì có vậy thì có là bốn cái vị trí này nó sẽ tương đương với bốn cái đích chất của cái sao đào hoa. Đây mọi người nhớ nhé, tuổi mọi người đâu ấy, nhưng mà hoặc là mọi người nhìn trên cái lá số ấy, đào hoa của mọi người đâu nằm trong bốn cái cung này. Đấy, rồi mình sẽ nói cái tính chất của nó. Thứ nhất là đào hoa cương ngọ này. Đào hoa cương ngọ này, vậy ngọ là cái cung rất là đẹp. Ngọ cũng là cái thời gian rất là nắng nhất trong ngày, là cái thời gian này từ 11 giờ đến 3 giờ 13 giờ, đấy thời gian mặt trời lên cao nhất. Vậy là thời gian đó cái bông hoa là được mặt trời chiếu sáng mạnh nhất, cái bông hoa đấy nó sẽ phát huy được cái toàn bộ cái sắc đẹp của nó ra, mặt trời chiếu vào càng nhiều thì nó càng đẹp. Thế nhưng mà hoa đào hoa là hành mộc mà bị hỏa chiếu sẽ bị rất nhanh tàn. Vậy thì cái người mà đào hoa cương ngọ này mối tình sớm nở tối tàn, tình duyên của nó rất là hay. Nó chỉ được một thời gian thôi, một thời gian là đi, người ta tự đi, không đi thì mình đi. Do thường là do nó hết tình cảm với nhau rồi ấy. Mình đã nghiệm lý rất nhiều rồi, nhiều người đào hoa cương ngọ này họ cứ đến với nhau một thời gian thôi, tự họ rời bỏ đi thôi, kiểu như là cái tình yêu của họ hết rồi ấy. Trong khi hai bên vẫn còn yêu nhau này, vẫn hai bên là không có một cái ví dụ như không có người thứ ba xen vào nhá, không có mối tình khác nhá, mà tự họ cảm thấy là họ hết tình cảm ở cái cung ngọ này, tự họ rút lui thôi. Và một cái điều nữa là cái đào hoa cương ngọ này nó rất nhiều nguyên tắc trong tình yêu, rất nhiều nguyên tắc. Tình yêu cương ngọ này là tình yêu chính chuyên này, nằm ở giữa trời nắng đúng không, mình không thể làm cái điều mà trong tối được đó. Cái tình yêu của nó rất chính chuyên đó. Tình yêu cũng đẹp đấy, chính chuyên đấy, nhưng mà nó nhanh tàn và nó vướng phải rất nhiều nguyên tắc cái trong tình yêu này, không đi chơi quá 9 giờ này chẳng hạn này, nó rất là mệt mỏi ở cái mấy cái cô này. Tiếp theo là đào hoa cư tí, đào hoa cư tí đúng không, tí là đất thủy đúng không,
đào hoa là mộc đúng không? Vậy mộc mộc được thủy sinh rất là đẹp đúng không? Rất là tốt, rất là nhiều nước. Và cái thời gian tí ấy, là cái giờ đêm đúng không? Giờ đêm gọi là cái bông hoa gọi là bông hoa quỳnh đúng không? Giờ ngọ thì gọi là cái bông hoa 10 giờ đúng không? Hoa quỳnh nó vào buổi tối thì rất là hay thẹn, cái tình yêu này nó dính rất nhiều đến sắc dục, vì nó được cái thủy sinh nho, thủy sinh giống như là cái người mà có đào hoa cứ tí thì giống như cái hoa bèo vậy, trôi nổi bùng bềnh lắm, rất là đẹp mà trôi nổi bùng bềnh lắm. Những cô người yêu mà có cái đào hoa cứ tí thì rất là khéo chiều chồng này, rất là khéo chiều người yêu này. Cái tình yêu này nó lại đối nghịch với tình yêu cương ngọ, tình yêu này rất trẻ con này, tình yêu rất trẻ con mà lại rất nhá nhá, rất là nhây, nên cái tình yêu này nó thường nó kéo dài rất là lâu mà cuối cùng nó chẳng đi đến đâu. Nhưng tình yêu cơ tí này, tình yêu cơ tí này nó còn gặp rất nhiều cái như là cái đối tượng, cái người thứ ba này nó xen vào cái cuộc tình của mình, rất dễ bị người khác lôi kéo. Ở cái đảo hoa cứ tí này rất nhiều người muốn lôi kéo mình, kể cả mình có gia đình rồi, rất là nhiều người theo. Tiếp đến là cái đảo hoa cứ mão, đảo hoa cứ mão này, mão là cái cung giờ 5 đến 7 giờ mới trời sáng đó. Cái tình yêu này nó rất là trong sáng này, nó không giống như là cái trong tối tí, nó là trong sáng ngây thơ, nó làm cái gọi là trời sáng đó, gọi là lúc mà mặt trời mới lên đó, những hạt sương đang đọng trên những cái bông hoa này rất là đẹp, trong sáng trong trẻo. Vậy là thường những người mà có đào hoa cứ mão thường là những người mối tình đầu của nhau, cái mối tình hoặc là cái tình yêu nó rất là trong sáng, cái mối tình của tuổi học trò, những cái mối tình mà của đồng nghiệp nó ngang hàng với nhau đấy, vì máu nó nằm cung chấn mà, chấn mộc, vậy là cung máu nằm cung mộc là được cái ngũ hành nó cũng là tương đồng, vậy là mình dễ yêu được những cái người mà nó đồng trang lứa với mình. Và cái đào hoa cương áo này nó đến sớm quá đó, gọi là đến 5 giờ 7 giờ thì nhiều cô làm gì dậy đâu, chưa dậy đúng không? Thế nên là dễ dính vào cái mối tình gọi là đơn phương. Cái cung này thế là mình lại đến sớm quá này. Cái đối phương được hai biện cái lý do là em chưa muốn yêu này, hài lắm đào hoa cương áo này. Rất nhiều cái đối tượng nó tranh đua với mình là cái đào hoa cừ mão này. Đấy, tiếp theo đào hoa cừ rộng, cái cung rộng đấy, cái cung của đất đoài đúng không? Cung đoài là kim, vậy rộng nằm ở cung đào hoa là mộc nằm cung kim này, thì nó sẽ bị xung khắc rất là nhiều. Thế nên là cái đào hoa này nó gọi là nghịch duyên, mối tình mang lại nó có rất nhiều cái sự khác biệt giữa hai người. Có thể là ban đầu mọi người đã biết được cái sự khắc nghiệt của cái mối tình này rồi, nhưng mà họ vẫn cứ nhau, khác biệt về hoàn cảnh quá nhiều, hoàn cảnh mà cái tính cách của hai người khác nhau rất là nhiều. Và hoa mà mọc ở trên đất đá cứng thì sao mà mọc được, hoa cũng sẽ là cằn cỗi thôi, cái tình yêu này sớm nó cũng dễ tàn thôi. Thế nên là cái người cung dậu đến với những người kia là thường họ đã mang một cái vết thương trong lòng rồi, thường là họ đã trải qua rất là nhiều mối tình rồi, nhiều mối tình. Đấy, cái cuộc tình của họ rất là ngang trái, biết là đau khổ nhưng phải đến với nhau, cuối cùng lại vẫn là đau khổ thôi. Cái cung ngoài này nó cũng đại diện cho cái cung mà đất Phật Thánh, mà đất của Phật ngoài. Người ta dễ giác ngộ đào hoa nó không đây, thiên không mà tuổi yên tị hợi thần thân rồi đúng không? Thôi tị hợi thần thân là dễ đi, thì đi tu lắm, thì bỏ thiên không, thiên không đi với đào hoa cần kỳ thi họa đấy. Sau đấy là bốn cái cung mình nói đúng không? Đấy đây nhá, còn cái cung giờ nữa,
về cái cung giờ này, cái cung giờ là tí ngộ này, tình yêu thường là khá là đẹp, tình yêu trong sáng, tình yêu thường khá là đẹp, thường thường là tình yêu trong cái công khai đấy. Còn cái giờ mão dậu này nó hơi đặc biệt một tí, là cái giờ 5 giờ đến 7 giờ là gọi là giờ này mờ mờ sáng này, chập tối này. Nó là cái giờ gọi là cái giờ lấp ló khe cửa đấy. Những người mà đào hoa nào mà lên này, thường hay là người thứ ba này gọi là trà xanh đấy nhé. Những người gọi là cái giờ lấp ló khe cửa ấy. Tình yêu nó cũng lấp ló thẹn thùng một chút, có một chút gì đó thẹn thùng lấp ló đó hay đấy. Những cái giờ tí ngộ lên này, giờ nó này công khai hẳn đi này, không sao này. Cái giờ này cái giờ lấp ló này đấy. Sau đây mình đã trình bày xong cái bài đào hoa rồi. Tiếp đến mình sẽ làm một bài về cái kích đào hoa trong khoa tử vi. Bài hôm nay xin hết đây, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.